Các bạn có cần bảo hiểm nhân thọ hay không? Khi nghe cái video này các bạn sẽ hiểu. Nếu như các bạn sống ở Mỹ, các bạn đang trả góp nhà 30 năm, các bạn đang trả xe 5 năm, các bạn đang nuôi con cái đi học college, và các bạn đang nợ những cái tiền credit card, và các bạn phải đi kiếm tiền để trả tiền hàng tháng, chẳng hạn như là cơm, gạo, muối, mắm, đường. Thì đó chính là lý do mà các bạn cần một cái bảo hiểm nhân thọ với một cái living benefit, đó chính là quyền lợi sống. Bây giờ các bạn đang trả góp nhà, trả góp xe, phải đi làm để nuôi cái miệng ăn của các bạn. Nhưng mà gửi các bạn bị, nói chung là đụng xe hay là té gãy tay đi, các bạn không đi làm được, thì ai sẽ là người đi làm trả tiền nhà? Ai sẽ đi làm để trả tiền xe và mấy cái nợ credit card của các bạn? Thì lúc này cái bảo hiểm nhân thọ với living benefit, có nghĩa là quyền lợi sống, nó sẽ trả cho các bạn. Còn các bạn muốn tìm hiểu thêm về living benefit là cái gì thì gọi cho Nhân Lì 314-438-7599. Nhân Lì bán bảo hiểm tại bang Missouri với living benefit. Các bạn mà đang trả góp nhà mà các bạn không có bảo hiểm á, thì nó thật sự là ôi thôi rồi.